À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con ơi, ở bài học hôm trước thì chúng ta cùng cô tìm hiểu về công thức tính thời gian, đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng cô làm một số các bài tập luyện tập. Bài tập đầu tiên, cô có một bảng như sau. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta viết số tích hợp vào ô trống. Và ở hàng thứ nhất, cô sẽ có các số liệu liên quan đến S và với đơn vị là km, tức là gì? Quãng đường với đơn vị là km, đúng không nào? Hàng thứ hai sẽ là các dữ liệu về V với đơn vị là km trên giờ. Hay nói cách khác, đây chính là vận tốc, đúng không nào? Và hàng cuối cùng người ta yêu cầu chúng ta phải thực hiện tính toán T với đơn vị là giờ, tức là thời gian. Thế thì như hôm trước chúng ta được học là gì? T bằng S chia cho V, đúng không nào? Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vậy ở đây chúng ta chỉ việc thay số vào cho cô thôi. Bài toán này giống như bài học hôm trước chúng ta đã được làm rồi, đúng không nào? Thế bây giờ nhiệm vụ của các con sẽ là thực hiện tính toán và điền vào các ô trống này cho cô theo từng trường hợp người ta đã cho sẵn quãng đường và vận tốc. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho cô các phép tính chia. Với trường hợp thứ nhất, cô có 261 chia cho 60 là chúng ta sẽ ra được thời gian, đúng không nào? Thì sau khi mà chúng ta thực hiện phép tính chia thì các con hãy đối chiếu với kết quả của cô như sau. Trường hợp 1, thời gian cô ra 4,35 giờ. 261 chia cho 60 bằng 4,35 giờ. Ở đây quãng đường có đơn vị km, vận tốc là km trên giờ, thì thời gian sẽ mặc định là có đơn vị là giờ, đúng không nào? Vậy là chúng ta sẽ tính toán toàn bộ ra đơn vị giờ. Thì các số thập phân này các con sẽ giữ nguyên mà không cần phải đổi về phút nữa, được chưa nào? Trường hợp số 2, quãng đường dài 78 km, vận tốc 39 km trên giờ. Vậy thời gian của cô sẽ là 78 chia cho 39, đúng không nào? Và chúng ta ra đáp án là là 2 giờ. Bây giờ đến trường hợp thứ 3, người ta cho là gì? S bằng 165, tức là quãng đường dài 165 km. Vận tốc của chúng ta là 27,5 km trên giờ. Vậy tính thời gian thì chúng ta chỉ việc lấy 165 chia cho 27,5, đúng không nào? Và sau khi chúng ta thực hiện phép tính chia này, cô ra đáp án bằng 6, được chưa? 6 giờ chính là đáp án của trường hợp số 3. Trường hợp cuối cùng nào, quãng đường dài 96 km, vận tốc là 40 km trên giờ. Vậy thời gian cô lấy 96 chia cho 40, đúng không nào? Và sau khi thực hiện phép tính chia, chúng ta ra đáp án là 2,4 giờ. Các con nhớ là ở đây thời gian người ta mặc định là giờ, cho nên các số thập phân này chúng ta giữ nguyên mà không cần quy đổi về phút nữa, được chưa nào? Còn các phép tính chia thì cô đã hướng dẫn chúng ta rất là kỹ ở các bài học trước rồi. Nếu bạn nào mà chưa thành thạo thì các con có thể mở lại và học lại, được chưa? Rồi, bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây sẽ là bài tập tiếp theo của chúng mình. Đề bài cho là gì? Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm trên phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu? Thế thì bây giờ ở đây chúng ta thấy là gì? Vận tốc của con ốc sên này là 12cm trên phút, đúng không ạ? Đơn vị là cm trên phút. Thế bây giờ quãng đường của nó lại là 1,08m. Đó, thì các con thấy là gì? Để tính được thời gian thì trước tiên chúng ta phải quy đổi cho cô quãng đường của nó về cùng một đơn vị để làm sao hợp nhất với vận tốc, đúng không nào? Vận tốc đang là 12cm trên phút, tức là quãng đường của chúng ta sẽ đổi về đơn vị là cm cho cô, được chưa nào? Vậy 1,08m các con đổi về cm trước, rồi chúng ta mới thực hiện tính thời gian theo công thức gì? Theo công thức là T bằng S chia cho V, đúng chưa? Nhớ nhá, khi mà thực hiện các bài toán như này các con phải hết sức chú ý đến đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian. Đó, thì nếu như nó chưa hợp nhất với nhau thì các con phải quy đổi về đã, được nhá. Chuyển về rồi chúng ta mới thực hiện phép tính chia cho cô. Vậy ở đây bước đầu tiên chúng ta thực hiện đổi cho cô quãng đường 1,08m
sang cm thì chúng ta nhân với nhân với 100, đúng không nào? Vậy cô sẽ có 108 cm. Đó, các con thấy chưa? Quãng đường có đơn vị cm, vận tốc có đơn vị là cm trên phút, thì thời gian khi mà chúng ta lấy quãng đường chia vận tốc nó sẽ có đơn vị là phút, đúng chưa nào? Vậy giờ chúng ta trả lời là gì? Con ốc sên bò trong thời gian. Vậy thời gian ốc sên bò hết quãng đường là, chúng ta lấy quãng đường 108 chia vận tốc là 12, và 108 chia 12 chúng ta nhẩm nhanh được 9 lần, đúng không nào? Vậy thời gian nó bò sẽ là 9 phút. Nhớ nhá, phải hết sức chú ý đến đơn vị cho cô. Đáp số 9 phút. Còn nếu bạn nào mà không quy đổi và bạn đó thực hiện lấy 1,08m chia cho 12 là sai nhá, là ra kết quả là không chính xác đâu. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong phần luyện tập hôm nay nhé. Sau đây là bài tập cuối cùng của chúng mình. Nào, vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96 km/h. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72 km. Vậy là ở đây chúng ta biết vận tốc, biết biết quãng đường, đúng không nào? Vận tốc chính là 96 đơn vị km/h. Quãng đường là 72 km. Vậy thì nếu như chúng ta muốn tính thời gian thì chúng ta lại lấy gì? T bằng S chia cho V với đơn vị của T ở đây sẽ là giờ, đúng không nào? Vậy thì trong bài toán này chúng ta chỉ việc thực hiện cho cô một phép tính thôi. Nào, thời gian con đại bàng bay là 72 chia cho vận tốc là 96. 72 chia cho 96 thì chúng ta sẽ nhẩm được 3/4, đúng không nào? 3/4 tức là 0,75 giờ. Đó. 0,75 giờ thì các con có thể đổi ra phút cũng được, hoặc giữ nguyên là giờ cũng được, đúng không nào? Ví dụ như đổi ra phút thì chúng ta sẽ có là gì? 75/100, đúng không nào? 75/100 tức là 3/4 giờ. 3/4 giờ tương ứng với 45 phút. Đó, chúng ta có thể giữ nguyên là giờ hoặc là đổi phút cũng được. Đáp số đây chính là bài tập cuối cùng của chúng mình. Vậy là phần luyện tập hôm nay thì cô đã cho chúng ta làm một số các bài tập để chúng ta áp dụng đúng công thức tính thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Về nhà thì các con sẽ ôn luyện lại toàn bộ cách trình bày của cô trong bài học này để chúng ta nắm chắc cho cô làm những cái bài toán mà tính thời gian khi biết quãng đường và vận tốc nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.